cũng như chia sẻ với mọi người á, thì mỗi lần mà quay lại cái trại này á thì cái cảm xúc nó khác hơn, mỗi ngày nó cảm giác như nó phát triển theo hướng tích cực. Năm ngoái thì đã quá thành công về cái mục đích mà mình muốn tổ chức ra, đó là kết nối mọi người với nhau, tạo cái không gian để mà mọi người có cái không gian để mà anh em kiểu hội tụ về, để mà lâu ngày không có gặp nhau để rồi cùng làm sáng tác. Sau này năm nay thì phát triển hơn, đó là mình không những là tụi mình kết nối với nhau mà là kết nối được với những người dân địa phương đó. Mình tên là Trinh, mình là co-founder của EAW 2022. Đây là năm thứ hai tụi mình tổ chức cái trại sáng tác này. Chào mọi người, mình là Tùng. Thì năm nay mình tham gia với cái vai trò là cộng tác viên. Thì mình là Hoàng Hồ Quý Phúc, hôm nay mình 25 tuổi. 25 đúng không ta? Giờ thì mình là làm thiết kế freelancer và kinh doanh một lớp vẽ với lại bạn. Chào mọi người, em tên là Quyên. Hiện tại em đang làm thiết kế full time và cũng đang trong quá trình thực hành trình diễn và tìm hiểu về những cái góc nhìn nghệ thuật. Em là Tiến, hiện tại đang là học năm cuối ngành quay phim bên trường sân khấu Hồ Chí Minh. Thì em muốn định hướng đến là một người gọi là chuyên gia về hình ảnh. Chào tất cả mọi người, tôi là Huynh, nghệ danh là Song Huynh. Đây là lần thứ hai mà tôi tham gia trại sáng tác, và cái trại lần này là cái trại được trải nghiệm, được thử nghiệm rất nhiều cái môi trường mới, chất liệu mới và không gian nghệ thuật mới. Mơ hồ, tại vì em có tìm hiểu trước về cái trại lưu trú này. Nó là một cái hoạt động, một cái cách tiếp cận ngành sáng tạo khác hoàn toàn so với ngành sáng tạo của em đang hiện tại đang học ở điện ảnh. Và để mà em làm quen được và em dung hòa được thì em cần phải tìm hiểu và nói chuyện với tất cả mọi người. Em đã rõ ràng ra được cái hướng đi của mình như vậy rồi, thì em vẫn lấy cái thế mạnh của mình ra là người quan sát. 1, 2, 3, action. Và làm với cả cái bên trong của em là một cái sự nhạy cảm về câu chuyện. Trong 4 ngày mình bắt đầu mình cảm giác của mình nhận được nhiều quá, và mọi người ở đây dễ thương quá. Mình muốn lưu lại cái khoảnh khắc này ngay bây giờ và muốn cho mọi người biết cái những con người nhỏ bé ở đây, không gian nhỏ bé ở đây, và cho người ta biết thấy những cái cộng đồng nhỏ như thế này. Cho nên là ý tưởng ban đầu của em là em thực hiện nó, nhưng mà cũng may mắn là có nhiều người giúp đỡ, giống như anh Khôi. Tất cả mọi người giúp đỡ em trong việc định hướng mình rõ ràng hơn, là sau này định hướng rõ ràng hơn là mình thích cái gì cho tương lai sau này.
Thì trong cái quá trình mà em tham gia trại EADUP thì em có làm hai tác phẩm. Thì tác phẩm thứ nhất là tác phẩm trình diễn tên là Bóng tối đang lan rộng sớm hơn sớm hơn. Tác phẩm này thì trong cái quá trình em làm á, thì em cũng có gặp đôi chút khó khăn, tại vì mình đang có một cái cảm giác là mình bị kể nhiều quá, mình lúc đó là mình phải tự tìm câu chuyện hay là cái gì đó mình moi từ cái những cái trải nghiệm bản thân của mình ra để mình kể. Thì trong cái quá trình đó thì em cảm thấy nó rất là khó để mình có thể tạo nên một cái trình diễn mà dựa trên những cái mà mình phải gượng ép để mình có được nó. Và sau đó thì em cũng quyết định là tại sao mình phải kể quá nhiều, mình phải kiếm một cái câu chuyện gì đó để mình kể, trong khi tại sao mình không lắng nghe. Thì lúc đó thì em mới nhìn lại thì em mới biết là mình có thể lắng nghe nhiều hơn. Trong cái quá trình mà ở trong cái khu vườn của trại á, thì em có đi bộ và em tìm thấy được một cái khu có hai cây chuối dựng song song với nhau. Em cảm thấy nó rất là đẹp và nó cũng có một cái cảm giác gì đó nó phù hợp với cái mà em đang muốn làm. Thì đó là một trong những cái quá trình mà em làm nên cái trình diễn này. Thì cái cảm nhận sau khi mà hoàn thành trải nghiệm xong, khi mà mọi người đã thấy hết những cái gì mà em đang nói cho mọi người biết bằng cái trình diễn đó, thì em cảm thấy nó rất là một chút xúc động á. Tại vì thực ra là mình đôi khi là mình quên mất là mình phải lắng nghe nhiều hơn. Khi mà mình đi làm, mình ở trên thành phố thì mình thường hay tấp nập và mình cũng không có thực sự là mình tập trung vào những cái giác quan của mình. Mình thực sự là mình ít khi mình để ý những cái gì đang xảy ra xung quanh và những cái gì ở trong hiện tại. Thì em thấy cái đó nó rất là hay và cũng thấy rất là xúc động về nó. So với đợt EVKEP 2021 thì đợt đó anh cũng lấy ý tưởng từ động vật. Thì 2022 anh lại lấy ý tưởng của động vật và làm về nó. Tại vì mình tốt nghiệp thiết kế nên là mình muốn làm một cái tác phẩm chuyên về thiết kế, nhưng mà vẫn từ chủ yếu là từ vẽ tay rồi mình thiết kế lại để nó cho ra một cái sản phẩm cho nó đúng cái ngành mình đã học. Về nội dung thì vẫn là những cái con vật đời thường thôi, và lấy những cái ý tưởng từ ví dụ như là về bóng đá, rồi về những cái hình tượng của những con vật ở trong văn hóa phương Đông và phương Tây, rồi một số những cái anh học được từ trên mạng, và cả văn thơ nữa. Và khi mà mình tìm hiểu thì nó lại lòi ra. Còn về ý niệm thì chắc anh nghĩ là không có nhiều ý niệm nhiều. Tại vì đơn giản là anh chỉ muốn cho mọi người thấy là nó những cái vật đời thường nhất thì nó luôn có những cái sự đẹp của nó. Và khi mà một người gọi là một người làm tác phẩm á, họ bắt được những cái đẹp đơn giản đó thì họ sẽ làm được những tác phẩm nó mang đến giá trị cho người người xem.
đơn giản là vậy thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Chia sẻ một chút xíu về tác phẩm của mình. Có cái mới ở đây là ngoài cái chất liệu vẽ tay truyền thống thì thử nghiệm một cái gọi là sắp đặt, nghệ thuật sắp đặt. Cái này cũng chưa hẳn là thử nghiệm đâu, hồi lúc trước cũng có làm qua một lần rồi. Thì cái này dựa trên cái buổi workshop của Khôi. Thì từ những cái cảm hứng những cái buổi workshop đó thì đẩy cho mình cái cảm xúc để mình nảy sinh ra cái cảm hứng sáng tác cái nghệ thuật sắp đặt này. Và đây là một cái gọi là cái phác thảo đi, gọi là cái phác thảo để sau này từ cái phác thảo này mình tìm chất liệu cho nó phù hợp và hoàn thành cái tác phẩm này một cách tốt nhất, cho nó ra cái nghệ thuật sắp đặt luôn. Những cái tác phẩm còn lại thì nó chủ yếu nghiêng về vẽ tay và đó là chất liệu tranh truyền thống thôi. Cũng không có nhiều cảm hứng sáng tác ở trong đây đâu. Nó nghiêng về cảm xúc bộc phát. Có một số tác phẩm thì nó gọi là ký ức, có một số tác phẩm là cái sự ấn tượng. Tác phẩm về ký ức thì giống như là cái tác phẩm Trong vườn có một cây me. Đó là một cái ký ức, cũng không phải là ký ức xa xôi quá đâu. Nó là ký ức của một năm trước thôi. Cái năm mà đặt tên đó là cây me Noel. Tất cả mọi người cũng tập trung về một cái chạy sáng tác này và tập trung quay quần với cái cây me dưới gốc me, cùng ca hát nè, cùng sinh hoạt nè, cùng tạo tác phẩm nè, cùng ngủ trưa nè. Đó. Cho nên là mình sáng tác ra một cái trong vườn có một cây me để mình có một cái sự hoài niệm về nó, mình có một cái chút không gian riêng với cây me này. Tác phẩm mang cái tính ấn tượng hơn là tác phẩm Bề Nổi. Cái này đúng thật là ấn tượng luôn. Thì khi mà mình đi bơi buổi chiều trong một cái trời ôi bức, khi mình đi bơi, khi mà nhảy xuống hồ chìm xuống cái mặt nước luôn, thì mình thấy, mình mở mắt ra thì mình thấy nó ấn tượng, những cái đốm sáng, những cái bọt nước nó cứ lấp đây, nó mơ hồ, nó không có rõ ràng hình ảnh gì hết, nhưng mà những cái ánh sáng, những cái mơ hồ đó nó tạo cho mình cái cảm giác là ở dưới mặt nước thì mình nhìn lên trên mặt nước, mình thấy cái gì ở trên đó, rồi ở trên đó người ta nhìn thấy những gì ở dưới mặt nước này nữa, thì nó tạo ra một cái sự ấn tượng để mình sáng tác cái bức tranh này, Bề Nổi. Thì cái tác phẩm của mình là tên là Play. Thì cái tác phẩm này cũng là ngẫu hứng. Thật ra là tác phẩm của mình là thử nghiệm âm nhạc, nhưng mà nó là thử nghiệm đối với bản thân mình. Tại vì bản thân mình trước đó là không biết đánh đàn. Xong rồi cái kiểu sau khi được tặng cái đàn đó, xong rồi đánh kiểu vu vơ, tự nhiên cái ngẫu hứng vào buổi tối nhà, xong rồi đánh tự nhiên ra những cái nốt, ghép những cái nốt đó lại với nhau, kiểu thấy nó ra được một cái bài kiểu nghe cũng kiểu cũng mát, kiểu mát tai. Cái đi dạo, cái có một trước đó kiểu đi dạo xong rồi thấy cây đu đủ, xong rồi tự nhiên có cây đu đủ này nó nằm kiểu như là kiểu nó cô độc á, xong rồi nó là thân cây gỗ, xong rồi nó cao lên, xong rồi thấy kiểu thích cái cây đu đủ đó, xong rồi mới quyết định là chọn cái cây đu đủ đó là thôi, là cái nơi trưng bày thôi, nhưng mà cũng chưa biết là trưng bày như thế nào.
thì sau khi làm nhạc xong hết rồi, cái đi ra nhìn cái cây đó thì mới thấy trên mấy cái thân gỗ của cây đu đủ thì nó có kiểu nó giống mấy con mắt á. Thì kiểu mình muốn kết hợp lại, mình muốn mượn cái hình ảnh là cái bảng chữ cái của người mù á, chữ nổi á, thì mình mới nghĩ là mình sẽ biến những cái, ý là mình muốn kiểu những cái người mà xem cái tác phẩm của mình á, người ta cũng cảm thấy người ta cũng bị mù giống như mình luôn, giống như là mình bị mù về âm nhạc nhưng mà mình làm ra cái bài đó, thì khi mà người ta xem cái tác phẩm đó, người ta cũng phải nhắm mắt lại và người ta cảm nhận thôi, và người ta kiểu như là đồng cảm với mình về cái mà kiểu như là không thấy được á. Thì ban đầu mình cũng chưa biết mình làm cái gì. Sau đó thì mình thấy có mấy cái tấm filter màu cũng khá là xinh. Mấy ngày đầu thì mình tìm hiểu, mình quay quần bên nó, coi mình lựa góc hay là mình xem thử có cái cách nào làm cho nó hơi thú vị một tí. Nhưng mà nó mình không đặt nhiều cái ý niệm trong đó. Thì vào một buổi trưa, buổi trưa mình đang chơi với hồ bơi với mấy cái tấm đó, mình đang thử, thì mình lại khi mà mình nhìn qua một cái tấm filter màu đỏ thì mình thấy mất một cái tấm filter màu tím nhạt, mình thấy cũng khá là hay. 3, 2, 1. Thế anh Hơn nhảy hơn cười lắm. Và được biết thêm là cái đợt lần này sẽ có thêm những cái bác hàng xóm, các nông dân xung quanh, thì nghĩ có lẽ nó sẽ hay khi mà cái nghệ thuật nó tương tác, giúp mọi người dễ hiểu và tương tác được với mọi người, thì có lẽ mọi người sẽ thấy thú vị hơn. Và thì đấy là cũng là cái lý do mình làm, không mang nhiều ý nghĩa. Tác phẩm khác là thuộc cái dòng tranh in khắc truyền thống, nhưng mà năm nay thay vì chất liệu là gỗ thì mình sẽ sử dụng một cái phương pháp khác, nó nhẹ nhàng hơn, là lino cao su để mình khắc ở trên đó. Nó là cái cảm hứng bộc phát nhất thời. Năm nay là mình đi về cái tự nhiên bộc phát ra, mình thấy cái cây dâu tằm đỏ nó ra rất là nhiều trái, và cái buổi chiều là mình ngồi mình phát thảo, mình ký họa ở đó luôn, rồi mình sáng tác cái tranh ở đó luôn. Đó là một cái gọi là cái cảm xúc nhất thời, nhưng mà cái cảm xúc này nó cũng hay, cũng để lại cho mình những cái tác phẩm nó tràn đầy sức sống nè, rồi nó có tình cảm nè, rồi nó có nhiều cảm xúc ở trong đó nữa. Thì còn cái tác phẩm thứ hai á, thì là một cái tác phẩm có hai bức tranh, thì nó cũng không hoàn toàn là bức tranh nữa, mà nó có vẻ như là nó là một cái cảm giác của em, và em mô tả nó bằng màu tự nhiên. Em mô tả nó bằng màu tự nhiên và những cái cảm nhận của em khi mà em đặt cỏ lên và em vẽ. Thì khi mà em vẽ nó thì em cũng cảm thấy xung quanh nó cũng là một cái câu chuyện rất là riêng về sự sinh sôi, đất mẹ và những cái gì mà có vẻ là một cái tính nữ nó đang bộc phát ra xung quanh em. Thì nó là những cái cảm nhận khi mà em làm tác phẩm Spy Song. Thank you.
tại sao em đặt tên là liên kết. Rõ ràng là ban đầu em cũng gọi là văn văn lắm, đến ngày cuối cùng anh gọi là hối em mới bắt đầu chết rồi, có quá nhiều cái tên trong đầu mình không biết tên nào. Bắt đầu là liên kết, thứ nhất là em muốn liên kết rõ ràng là sự gần gũi của người xem đến với cái tác phẩm của em, là những người cùng em trải qua cái trại lưu trú đó, xem lại những người bên ngoài tiếp cận gần hơn. Tại vì em thấy điện ảnh là một cái hình thức tác phẩm, nó đời sống, nó là đời sống và nó rất là thân thuộc, nó ngay bên cạnh mình thôi. Chính vì điều đó nên em muốn làm sự liên kết nhưng mà nó lũa hình ảnh nó đối lập nhau, bởi vì thì em muốn mọi người thì thấy cái sự thử nghiệm của em là đầu tiên và có nhiều cái nhìn thấy như vậy, câu chuyện như vậy nhưng mà không phải như vậy, nó luôn luôn có mặt đối lập đằng sau nó và có nhiều chiều nữa. Về từng khung đó là em đều kể trong đó. Em rất vui khi mà chiếu lên thì mọi người nào họ bày tỏ ra rõ khuôn mặt luôn và trao đổi với nhau, chứ không phải là một người đi lên xem xong rồi như một phim trơn tuột rồi đi quay đầu đi một tác phẩm khác. Nên đó là một cái điều em rất vui ở đây. Vào một buổi sáng mình chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Long Khánh Đồng Nai, trong vừa buồn ngủ vừa lạnh mà đi, mình vừa xuống tới nhà thì mình bị choáng ngợp bởi cái khung cảnh ở đó, nó làm cho mình nhớ đến ở quê của mình. Và trong đấy thì nó có một cái vườn điên điển, thì mình có được hỏi trước là cái vườn điên điển đó là mọc dại hay là được trồng, thì thầy và các bạn ở đấy thì cũng nói là nó được mọc dại nhưng mà cũng sẽ giữ lại, không có cắt bỏ đi, để giữ lại cái thuần túy của cái thiên nhiên. Thì mình cũng cảm thấy nó cực kỳ hay, thì mình lấy bắt nguồn từ đó, mình làm cái nguồn cảm hứng để mình sáng tác lên cái tác phẩm đấy, và mình đặt tên cái tác phẩm là Ngày Cuối Năm. Tại vì cái dịp mình tham gia chạy sáng tác lần này cũng là ngày dịp cuối năm, để là hoàn thiện cái tác phẩm nhất á, là vào khoảng gần 9 giờ. Lúc đó mình còn đang ký họa trực tiếp ở bên ngoài đấy, thì có ong nè, có bướm nè, và có cả tiếng côn trùng ở đó. Là mình nhắm mắt tầm khoảng 5 phút thì mình lại nhớ đến cái mà lúc đó là cũng nó lạnh nữa, thì mình lại nhớ đến cái thời tiết lúc mà chuẩn bị Tết ở quê mình. Nó cũng nhộn nhịp, nó cũng xôn xao bởi cái tiếng của những cái con côn trùng động vật như vậy. Lên em sơ đó.
Em nhận được những cái lời chia sẻ từ những cô chú nông dân, những cái lời chia sẻ từ bạn bè và những cái lời chia sẻ từ anh chị tham gia trại. Em nhận được những cái cảm giác mà họ thấy trong trong cái khoảng thời gian mà họ đang xem cái tác phẩm của em. Nó rất là hay và nó cũng có nhiều góc nhìn khác. Trại đợt này anh nghĩ là thành công hơn sức mong đợi của mọi người rất là nhiều. Khôi xong trại có nói với anh, lúc mà mọi người đi xem xong có nói với anh là trại đợt này thành công quá mọi người ơi, sướng. Nghĩa là người tổ chức đã thấy sướng rồi thì cái người mà làm tác phẩm họ còn họ sướng biết bao nữa, đúng không? Và năm nay có sự thay đổi lớn trong cái cách trình bày của mọi người ở nhiều chỗ khác nhau, về số lượng tác phẩm cũng nhiều, rồi kể cả những cái tác phẩm, chủ đề tác phẩm khác nhau nữa. Em rất là vui khi được định hướng rõ ràng hơn trong tương lai mình muốn làm gì sau cái hoạt động này, và đường nào khẳng định hơn việc mà mình có khả năng làm cái gì, và nó quá là nhiều cái mới để mình tiếp thu, và những cái đó không thể nào thừa hết. Mọi người quá là dễ thương, tất cả mọi người. Có một cái mọi người nói với anh là anh già. Anh già thì anh thấy là cái này nó cũng hay, bởi vì nó giống như một cái chất xúc tác cho những bạn trẻ, những bạn mới, để khi mà có những cái gọi là về học thuật này, về kinh nghiệm này, hay là về những thứ liên quan đến môi trường sống xung quanh đó, thì mình có những cái chia sẻ nó phù hợp. Yêu mọi người rất là nhiều vì mình quá dễ thương và mình gần gũi được mọi người hơn, và mọi người có vẻ như là hiểu nhau nhiều hơn. Đấy, thì cái đấy mình thấy thành công, mình thấy thích. Và mình thấy là cái dự án này rất là hay. Thứ nhất là làm cho cái nhịp sống nghệ thuật của dành cho giới trẻ phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Thứ hai nữa là dành cho tất cả những người bản xứ ở đấy, những người mà chưa từng tiếp xúc với nghệ thuật hoặc là đã tiếp xúc nhưng mà không có hiểu cả kẻ, họ hiểu hơn, họ biết nhiều hơn. Mọi người có duyên gặp được nhau và chia sẻ cho nhau rất là nhiều điều, và mọi người đều enjoy và đều vui với cái cuộc vui đó, thì nó quá là hạnh phúc và quá là đáng nhớ trong chuyến đi mà chỉ có 7 ngày.